giới thiệu đây là cặp loa size trung, model là Victor MX-M3. Cặp loa này với kích thước rất là lớn, lên tới 37cm. Chiều ngang của cả cặp loa là 40cm, hậu sâu 26cm. Loa 3 đường tiếng bass 16, chép là chép giấy, cho tiếng chép cực kỳ tí tách, bass cực kỳ sâu nha. Cặp loa này đánh thì rất là hay, bass thì sâu, tiếng thì quá ổn. Nhưng mà nhược điểm là lo rất là xấu, cái thùng nó xấu. Nên em bán cái giá mà gọi là giá thanh lý á, như là một cặp lo mini. Lo size trung bass 16 mà lo 3 đường tiếng mà em bán như lo mini. Thông thường lo mini đại em còn bán 7-8-900, thì cặp lo này em bán 700.000 thanh lý bèo nheo. Cho các anh về chỉ cần nghe chất âm, không cần để ý tới ngoại hình nó làm gì. Mặt tiền thì quá ok, còn bên hông và phía sau thì nó hơi xấu xấu tí tí. Nên em bán giá thanh lý là 700.000 cho canh về nghe nhạc. Còn nếu mà các anh không thích thì về mình làm cái thùng lại, mình chỉnh, mình sửa cái thùng ngoài sau lại cho đẹp. Nhưng mà em nghĩ mình để vậy mình xài luôn đi, tốt gỗ hơn tốt nước sơn đúng không? Nghe chất lượng hay là được rồi, cái thùng xấu kệ nó, miễn sao giá rẻ hợp tới tiền, chất lượng âm thanh hay là được rồi. Canh nào đã có âm ly mà thiếu một cặp loa xay chung thì cứ chọn ngay em này, Victor lúc nào cũng phải nịnh tay vô cùng, chất lượng thì quá ok đúng không? Bán lên tới 16, giá 700.000, giống như là mình bán cái cũ lo thôi. Công suất của lo là 100W trên cặp lo, chiều cao em xin nhắc lại là 37, chiều ngang của cả cặp lo là 40, hậu sâu 26, bass 16cm, lo 3 đường tiếng, hai lỗ thông hơi. Thiết kế như vậy thì mình cũng đủ thấy cái độ lực của cặp lo này như thế nào rồi. Bên hông ok, mặt tiền ok, phía sau cũng tương đối ok, nhưng mà nó xấu nè. Nhâm như vậy, giá thanh lý nha, nhâm không được đẹp, không được mới. Nói chung là nó xấu đi thì mình bán giá thanh lý như là cặp cũ lo thôi. Nhưng mà chất lượng thì quá ok, Victor MX-M3. Đừng hỏi em mắc in gì, vì trên đây nó toàn là tiếng Nhật. 100W trên cặp lo, bây giờ em quay mặt coi trước lại nha. Ồ, em đưa tay gần bát chép mic ok nha, 3 đường tiếng đều ok. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua cặp lo này thì đi em. Cặp lo này dùng nghe nhạc, không dùng karaoke được nha. Lo xây chung chỉ nghe nhạc, nghe cho phòng tầm 30m2. Ly xây chung, âm ly xây đại thì mình cứ ghép với cặp lo này đều ok. Đây là hàng nội địa Nhật. Bây giờ em xin kết thúc clip test. Các nào mua cặp lo Victor MX-M3 thì liên hệ em.